Đây cả nhà, đây ghé thăm kiểm tra lại cái vườn tơ 40 tháng đậy đậy mấy mươi ngày, đậy một 40 ngày hả? Ừ, nó nhỏ à. Ừ, nhưng mình cũng ra ha. Thấy ồ, nó ra nhiều cái đều hết chân luôn rồi, ít gì anh Tòng nè, ra đều hết rồi nè, nè đó, ra đều hết rồi đó. Ừ, ra hết trơn rồi, còn gì nữa đâu, chấm hết rồi đó. Rồi ok rồi đó. Cây mày lớn chứ lấy cái chục trái á, rồi giỡn thôi. Cây này bỏm dở thử mấy cây đó hả? Dở 4 năm cây lại lên vừa 2 cây, 2 cây này ít hơn ra là anh dở thử cho nó ngăn. Ờ, lên bông luôn rồi nè. Lên bông hết nè. Ừ. Sáng hết rồi. Để em coi. Đó mình làm nó ra phải mấy cái cành này nè. À như này nè. Đó cành bự như thế này nè. Không mấy có năng sức. Kìa, nó sáng lên hết rồi phải không? Đó. Sáng lên. Mưa này là thấy mắt cua nó sáng lên liền hả? Gì là được anh, đây 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 chùm 2-3 bông rồi được rồi. Ừ. Chùm sáng. Rồi. Này cả nhà, ra đều hết cả nhà. Gì là được rồi. Ở trên đó ra luôn á, trên đó. Không gì là ok, nó đều nhánh rồi anh ơi. Nè, đều chân luôn nè. Cái nhà cây này 40 tháng đó cả nhà. Đó. Là dở 2 cây phải không? Dở 4 cây mình mà đậy lại bác. Đậy lại 2 cây ha. Dở. Ừ. Ok. Thấy bông không hả? Ờ, bông không ra hết trơn rồi. Mình mày bỏ đi ha. Bỏ. Tại vì bông này đâu có đậu được đâu. Bông sau này nè. Cái cưng không? Ok chân. Trời ơi ra chân. Cỡ nào cũng đẻ chứ. Nó muốn đi đọt luôn nè, cái đầu đọt này. Ừ, mình dở ra cho nó tưới nước từ từ cái nó tỉnh. Tỉnh cây lại, nó đẩy bông ra thêm. Rồi lúc cái cây tỉnh lại thì bắt đầu mình đưa dinh dưỡng vô. Để mình lấy cái cơ đọt cho nó, được rồi là xịt trễ cái bị gầy. Bị gầy. Hả? Rồi ra tút mấy bông bự cho em đi luôn đi. Rồi tút bỏ đi. Đó. Anh tút bỏ sớm thì nó mới ra. Ừ, con bự đó nó còn đùm lại đó. Thấy không? Nè. Mình lấy cái lứa này nè. Rồi nó ra đều trên kia hết trơn luôn kìa. Ha, bỏ cái đùm nè, mấy này bỏ đi đâu có để đâu. Anh bỏ vài bữa nó ra lại á. Nè, mấy cành này muốn chết rồi. Kệ đi bỏ đi. Ha. Chủ yếu là mình lấy mấy cái cành bự như thế này. Nè, ra đều hết trơn luôn nè. Ờ, đó, mấy cành bự này nè. Bự nhú rồi nè. Ừ, chủ yếu là anh lấy mấy cái cành thế này nè. Nhánh cấp 2 nó cũng ra luôn rồi nè. Ông này đã bỏ nữa, bỏ hết. Bỏ nó bông ở trong này, bỏ ở đó hết. Đúng rồi. Còn ở đây nó không ra thì mình lấy trái ở đây. Đó, vậy thôi. Ừ. Quá trời, bông đều quen luôn ha. Điều. Rồi, bây giờ bên kia. Cái này là dở bạc là được rồi đó, này qua cái mưa đi dở nha. Dạ, anh dở trơn, anh cầm đỡ lại thôi. Rồi. Để chậm tí xíu thì nó sẽ đủ bông hết. Còn mình dở đúng lúc là để cho cái cây nó tỉnh. Chứ mình đẩy quá lâu, để nó bông nó quá nhiều, nó suy cây, nó yếu cây. Đậu đọt sẵn rồi. Đó. Cái này sao? Hả? Không chơi đâu. Rồi. Ờ. Nó cũng có một số cái chầu lá nè. Nhưng mà chầu bông thì nhiều. Nhưng mà lá thì em sửa lá thành bông. Mới nhọn đầu nhỏ nhỏ mình sửa được. Ừ, còn nó dài nó là bằng lá luôn. Thì thua nè. Ừ. Cái này mình sửa được bông rồi nè. Ừ. Rồi đều ghen hết rồi. Quá ok rồi. Chủ yếu mình để mấy cành gần gần, cách cái cành lớn khoảng chừng 2 gan 3 gan vậy đó. Ừ. 2 gan để được. Đúng rồi.
như vậy mình mới có năng sức chứ. Ây da, có mưa nè, cái này có mưa nè. Ây da, nè rồi chùm này giờ bỏ được rồi nè, bỏ nè rồi một điều hết rồi, ra điều hết rồi anh ơi, phải ra thôi. À, nè bỏ nè. Đó. Đếm 7, 8 nhánh, 8, 9 nhánh. Anh thấy gì trên đó nó ra hết trơn luôn rồi đó. Vài bữa nó ra hết luôn. Ừ. Thứ nước nó đẩy ra thêm. Ừ. Quá trời luôn rồi. Trời ơi. Điều cành hết. Cây nào cũng vậy chứ ha. Ừ. Giờ chúc mừng ông Tú Dường không? Hai ba hàng bông chứ không phải một. Cái này. Cái này dầm mưa quay cho anh em xem mà anh em không đăng ký kênh thì đây đừng có ba mét đây nó cũng gà trên nó gà luôn. Gà luôn mấy này luôn nè. Ừ, bự nhỏ gì ra hết ha. Rồi, ok. Trên đó chuyển sáng nhìn thấy cũng. Trời ơi, ra tới đọt chánh luôn đó anh ơi. Không có đường nào chạy hết đâu, ra sạch sẽ luôn, rõ lớn. Ừ. Như đồ cái gành này phải không? Là anh tiễn cho em nữa, sau này để em ba chùm, bỏ mấy chùm sắt cái nách nè, từ khúc này nè, ra đây, đó từ đầu này ra đây nè. Ừ, để ba chùm ha, cách nhau, ngang, bông ở trên bỏ, bông một coi bỏ, nó mới đúng bài nữa. Rồi, cây như gì ăn trái là được rồi. Ừ, gà đỏ da nè. Bông. Ừ. Đỏ da. Nè, nó rú thêm nữa nè. Đó. Trời ơi nó ra. Cái nhánh này để 3 chùm bông mà cái này nó biết được nhiêu bông. Được 3 chùm khỏe nhất. Ha. Tiễn qua hậu, những bông qua hậu. Trời ơi. Ai. Cây nào cũng ra hết trơn trời. Điều quá nào. Ừ. Cũng bự trên đó còn ra ở đây này. Đâu. Ờ. Nó hai nó ra trong. Đi giấc chưa, sáng sáng. Nó giờ này quá trời tối rồi. Nhưng mà mưa lên nó sáng lên. Rồi ngày mai xịt luôn. Ha. Xịt kéo bông nhanh. Trồng nấm. Rồi cái này khổ sâu tại không có sâu. Quan cây nó về. Vất vả. Vất vả. Mời cả nhà đi thăm nha. Khổ lắm anh em ơi. Cây thái hả? Ôi ôi cây thái nó ra thứ gì chịu nổi. Con này bỏ. Ôi ôi nó ra đều gan hết luôn rồi. Không biết gì nói gì đây. Đều hết luôn hả anh? Thôi, giờ là 80 cây ra, hết 80 cây ha. Mấy cây đó anh thả, đậy ngủ nó vậy nè, đọt nữa. Ừ, đang có tiết đọt nè. Nhưng mà giờ nó có bông đều hết trơn luôn rồi nè. Anh phóng to coi. Bên đó bông cánh chừng đó. À thôi, mình kết thúc video đây nha. Ước điện thoại luôn rồi. À.